Chào em nha, hôm nay Hiếu đang tưới cây vú sữa trong cái vườn ươm của mình. Cây vú sữa đang mới được mang về dựng ra mẫu. Cây này nó có cái bộ đế rất là đẹp. Bộ đế nó có các cái cây vú sữa con mọc rất là nhiều và đã mọc cái nhánh này, đã mọc chồi rồi đó. Mình ra mũ được một phần cây đã mọc, tất cả đã mọc cái lá chồi non. Cái chồi non này đã được mọc. Cây vú sữa này là cây vú sữa xanh, cây có dáng thế rất là đẹp nhờ các cái vân uốn lượn. Các cái nhánh con đã ra chồi rất là đẹp, nhìn kỹ đã thấy chồi rồi đúng không ạ? Chồi non đang mọc, sự sống đang về với cây, đang về rồi ha, rất là tuyệt vời. Ai trồng cây mà có được những cái điều này thì rất là vui các bạn nhé, rất là vui luôn. Mình đợi thêm vài ngày nữa mình sẽ cho đất nó lấp, cho sữa dừa nó lấp cao lên đây, đất sẽ lấp cao lên cái khu vực này. Cây này là muốn nó sống là mình phải tưới nó đều, mình sẽ ủ đất cho nó ấm. Hiện giờ đang ủ sơ dừa, một thời gian nữa thì sẽ sơ dừa này nó có cái lượng khoáng chất cũng rất là tốt để giúp cho cây nó phát triển. Khoảng chừng thời gian nữa là sẽ cho đất cao lên gần bằng với miệng bầu để cho nó có thể cây nó có thể giữ ẩm cho cây đó. Mình sẽ đưa cái lớp, mình sẽ cho đất lên ngang với miệng bầu như thế này để có thể mỗi lần tưới nó sẽ giữ ẩm cho cây được tốt hơn nhờ cái lớp phân bò phía dưới. Cái lớp sơ dừa này được đưa xuống phía dưới, đã được đưa xuống phía dưới rồi để tạo ra chất mùn, tạo ra chất cho cây đó. Đây là cái chồi non của cái cây đã được mọc, chồi ở cái thân chính thì chưa mọc được, chồi ở các cái cây nhỏ thì đã mọc. Mình sẽ đổi hướng tưới cho cây. Cây này có hoành rác tầm 250. Cây vú sữa có cái trái, cây này cây vú sữa lò rèn, có trái xanh, lúc chín thì nó có trái xanh. Đó, cây này cái dáng mình quay cho cây. Hoành gốc 250 nha. Quay từ từ lên, lên khoảng 2 mét nó trẻ ra một nhánh nè. Nhánh này cao khoảng 2 mét, rồi cái thân chính lên được khoảng 1 mét nữa thì nó ra một cái nhánh nữa. Tiếp tục lên 1 mét nó ra một cái nhánh ngắn, lên thêm 1 mét nó ra cái nhánh 50 phân. Từ đó lên khoảng 2 mét, cây này cao trên 7 mét. Cây có ra lãng này như thế này là cây này dạng cây vú sữa xanh. Rồi, chào các bạn nha. Ai đại gia muốn mua cái cây vú sữa này inbox cho mình sẽ cho cái giá hợp lý
giá rẻ để mọi người chơi nha. Cây này là thuộc dạng cũng hàng độc đấy. Chào mọi người nha, in nhớ inbox cho mình Zalo số điện thoại 0933448644 hoặc di động của mình là 0971055578 nha.